Hello, xin chào tất cả các bạn, đặc biệt là các anh em. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh chính thức của Nam Bộ Vương TV. Và hiện tại thì Bạch đang có mặt ở tại bãi rạng thuộc bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Thì ngày hôm nay thì Bạch cảm nhận ở đây nó không khí nó rất là thoải mái, nó rất là nên thơ. Vì vậy mà Bạch có một cái cảm hứng rất lớn để làm cho các anh em, cũng như là một cái topic gọi là top 3 chai nước hoa nam có mang tông hương chính là tông hương biển. Và những chai nước hoa này thì theo Bạch thì mọi người có thể sử dụng để đi làm hàng ngày nè, đi chơi nè, cũng như là hoạt động thể thao. Vậy thì đừng bỏ qua video này nha. Bắt đầu. Và chai nước hoa đầu tiên mà Bạch muốn giới thiệu cho các anh em đó là một chai nước hoa mùi hương thể thao Nautica Voyage Sport. Theo Bạch thì mùi hương này rất là tốt, hay là gọi là rất là best dành cho các anh em mà thích thể thao, thích những cái hoạt động ngoài trời. Thì ngay từ tầng hương đầu tiên mở ra đã là có sự xuất hiện của nốt biển kèm theo muối biển. Thì các bạn có thể tưởng tượng là một cái mùi hương nó mát mẻ mà nó nhiều năng lượng cỡ nào. Và khi cái mùi hương này nó có xuất hiện của citrus á, tức là tông hương sâu ấy, thì cái mùi hương này theo Bạch á, nó là citrus, nó là một thứ không thể thiếu cho một cái chai nước hoa gọi là nước hoa thể thao rồi. Và cái sự xuất hiện của citrus ở đây nó giống như một ly cocktail trong một cái ngày nắng nóng, và nó hỗ trợ thêm cái năng lượng cho tất cả các bạn. Và khi cái tầng hương này nó khô dần đi thì cái mùi hương theo Bạch á, thì nó chỉ là một cái sự gọi là nó giống như cái nốt hương giữa thôi, nhưng mà theo Bạch nó ấm hơn. Nó có sự xuất hiện của cỏ hương bài, tức là nó ngọt ngọt dịu một tí, nó rất là gọi là nó lôi cuốn cái mũi của mình á. Thì khi mà Bạch nghe cái mùi này á, thì Bạch cảm thấy là nó rất là nhiều năng lượng. Dù mình có chơi mệt cỡ nào đi nữa, cái mùi hương của mình cũng như cái năng lượng của mình làm cho mình cũng cảm thấy dễ chịu, mà những người xung quanh cũng cảm thấy mình vẫn còn rất là thơm, cũng còn rất là phong độ. Và đây là một mùi hương rất là tuyệt vời dành cho các anh em mà đang muốn để đi chơi thể thao cũng như là để đi biển. Nhưng mà nếu nó hỏi Bạch về cái độ bám của em này thì theo Bạch đó không phải là điểm mạnh của em này. Tại vì một chai nước hoa mát mẻ tông citrus thì không thể nào, hoặc là tông biển á, không thể nào mà bám tốt lên tầm 8 cho đến 10 tiếng được. Và đó là trải nghiệm của Bạch, thì mọi người hãy cùng Bạch đi xem coi chai nước hoa tiếp theo có gì đặc biệt nha. Bắt đầu. Và chai nước hoa thứ hai mà Bạch muốn giới thiệu cho tất cả mọi người đó là chai Aquanizor của nhà Giorgio Armani phiên bản Profondo. Đây là một chai mà phiên bản gọi là nhà giò xanh. Nếu như các bạn là fan của giò trắng cũng như là giò đen thì mình nghĩ đây là cũng là một chai mà các bạn không nên bỏ qua, vì đây cũng là một cái siêu phẩm đến từ bố già Alberto Morillas. Wow. Các bạn có thể biết là ngay cái tầng hương đầu tiên nó là sự mở ra của nước biển, nốt biển và citrus. Thì đây là hai cái hỗn hợp mà tạo ra một cái mùi hương thực sự rất rất là mát. Và cái cách blend mùi này làm cho Bạch có thể khẳng định được luôn á, là cái chai này có thể chấp được gọi là mọi loại thời tiết nắng nóng ở Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn với lại ở Hà Nội vào cái thời điểm mùa hè. Và cái tầng hương thứ hai khi mà nó được mở ra, khi mà nó dry down trên da Bạch á, thì Bạch cảm nhận được một cái mùi hương của lavender. Cái mùi hương kiểu như là một cái môi trường thủy sinh nó đang nằm ở trên tay của mình, và mình cảm giác như là mình đang muốn kiếm một cái biển nào đó để mình có thể mình nhảy xuống và mình tắm ở trong đó vậy á. Và khi cái nốt hương cuối cùng nó xuất hiện á, thì nó là Bạch cảm nhận được giống như là một cái kim loại, nó lạnh tới mức, nó mát lạnh tới mức mà giống như là kim loại được phơi ở ngoài xương á, nó lạnh. Và nó có sự xuất hiện của nốt khoáng nữa, thì cái mùi nốt này nó làm cho mình cảm giác cái mùi hương nó rất là cuốn, nó rất là lạ, mà mình cũng không biết miêu tả, mình chỉ có thể nói là nó rất rất là mát lạnh thôi. Và cái chai này thì mình khuyến khích các bạn nên sử dụng vào mùa hè, vì trong mùa hè thì nó phát huy được tối đa công dụng của nó. Và khi mà mình sức trên da thì mình nghĩ cái mùi hương này bám cũng ok, tại vì nó có thể bám trên da mình tầm 6 cho tới 8 tiếng là đối với cá nhân da của Bạch nha. Ok, và chai nước hoa tiếp theo mà khi các bạn nhìn cái cảnh ở đây, các bạn cũng có thể nghĩ đến là cái chủ đề nó là gì đúng không? Đó là chai Maison Margiela Sailing Day. Và ở chai này thì Bạch muốn đánh giá khách quan về em nó một tí. Vì cái tầng hương đầu nó mở ra thì Bạch cảm thấy là Bạch hơi bị ngọt, vì cái mùi nó hơi hăng hăng, nó hơi mặn mặn của muối biển, cũng như là cái mùi nó hơi gọi là nó cay của ớt chuông, nên nó làm cho mình cảm thấy hơi ngọt một tí. Đúng nghĩa là mình chèo thuyền ra ngoài và cái mùi muối biển nó làm cho mình rất là bị choáng. Nhưng mà tại sao mình lại giới thiệu cho các bạn về chai này? Đơn giản là tại vì chai nước hoa này ở hai tầng hương cuối cùng nó có một cái sự biến chuyển rất là độc đáo. Cái sự xuất hiện của rong biển,
Sự xuất hiện của Diên Vĩ và sự xuất hiện của Long Diên Hương, còn được gọi là báu vật của biển cả, nó làm cho cái mùi hương này nó có mang một cái cảm giác rất là ngọt ngào. Không phải là ngọt theo kiểu liệm nha, ngọt kiểu mát, kiểu biển. Nó có một chút gì đó ấm ấm. Các bạn có thể tưởng tượng là khi các bạn đang đi ở ngoài biển xa, mùi hương ở ngoài đất liền thổi ra, cái mùi hương dừa nè, rồi mùi hương của cát biển, rồi mùi hương của tất cả tự nhiên á, nó hòa lại, nó làm cho các bạn cảm giác rất là dễ chịu. Ở cái chai này á, thì Bạch cảm nhận được á, khi mà Bạch nghe cái mùi này thì đúng nghĩa là một cái ngày khi mà mình mệt mỏi, mình cảm thấy khó chịu vì những mùi hương xung quanh. Khi mà mình chèo thuyền á, thì mình sẽ nằm nghỉ ngơi trên bãi cát, nhìn biển, gió thổi và cảm giác thực sự nó rất là thư thái, rất là dễ chịu. Và khi mà những người con trai xuất cái mùa này, mình cảm thấy một cái đó là một cái người đàn ông rất là khỏe mạnh, rất là chịu khó, và nó có một cái gì đó rất là lôi cuốn những người xung quanh. Nhưng mà cái điểm Bạch nghĩ là cũng sáng giá ở chai này là cái độ đá bám mùi của nó lên da Bạch á, Bạch cũng cảm nhận là tầm 5 tới 6 tiếng. Và ngày hôm nay thì Bạch đã đi tham quan rất là nhiều gọi là cái vùng biển ở Đà Nẵng. Thì những cái vùng biển này thực sự nó rất là thi vị, nó rất là thoải mái, cũng như là nói chung là mang cho Bạch những cái cảm xúc rất là nhiều năng lượng ấy. Và vì vậy mà Bạch sẽ tổng kết những cái chai nước hoa mà Bạch đã review cho mọi người nha. Chai thứ nhất là Nautica Vol Esport, một mùi hương thể thao cho nam. Chai nước hoa thứ hai là Profondo, chai giò xanh, một mùi hương rất mát mẻ mà theo Bạch nó có thể cân mọi loại thời tiết nóng nảy ở Việt Nam. Chai nước hoa thứ ba là chai nước hoa Sailing Day, một chai nước hoa gọi là mang một cái cảm giác rất là gọi là khỏe mạnh, yên ắng sau một cái ngày mà các bạn đã làm việc mệt mỏi. Và đó là ba chai nước hoa mà Bạch đã review. Và nếu các bạn đã từng trải nghiệm ba chai nước hoa này, hãy cho tụi mình biết bằng cách comment ở phía dưới. Và nếu các bạn thấy thích video này, hãy cho tụi mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh Giải trí 50 Phút TV của tụi mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.